Thành ra mình nói là mình nói cái tổng quát, nhưng mà thật sự đâu chị phải liên kết rất là nhiều mới mới giải quyết được cái tình trạng của mình. Bởi tôi nó phải suy ngẫm, nó ảnh hưởng cả về tâm tâm lý, rồi cả về thân thể vật lý, cả cách ngồi, cả cái lối suy nghĩ của mình, cả tâm tham, tâm sân, tâm si của mình, cả khí hậu, cả ăn uống, cả cách niệm tụng. Thì bữa nay cái chánh của mình đó là mình nói về cái tướng thiện xảo và cái tướng niệm tụng thôi, còn mấy kia là mình nói thêm. Thực sự ra cái mình đang nắm cái này để mình nắm cái chắc của cái niệm. Bây giờ niệm một cách chậm rãi rõ ràng hay niệm một cách cấp bách? Thấy không? Tại đây là cái chỗ mà nhiều thầy chủ trương khác nhau. Thấy không? Có nhiều cái 50 có nhiều thầy chủ trương cấp bách. Thấy không? Cấp bách. Và ông thầy nhiều thầy chủ trương cái niệm Nam Mô Di Đà Phật nhẹ nhàng trong cái tâm của mình. Thì nên chọn cách nào? Thì thực sự ra tùy theo cái tâm trạng đó, cái cách nào đó cũng có hay hết trơn nên nó mới còn tồn tại. Chưa có cái cách nào đó mà nó hay toàn diện hết trơn á, nó hay trong một đối tượng nào thôi. Thấy không? Thành thử ra hồi xưa đó khi mấy chữ tổ mà lập thì chỗ nói lập thành ra những cách niệm là đầu tiên chậm rãi, sau đó cấp bách, rồi kế đó trở lại chậm rãi. Bởi vì nếu mình niệm cấp bách hoài một hồi á là tâm nó nóng nảy, nó chịu không được. Hồi tâm nó nóng nảy vì nó cấp rút quá, làm cho hơi thở mình đi không kịp. Thấy không? Mặc dù nó có cái lợi là cảm thấy là như là mình bị rượt đuổi sau lưng, mình hướng về Đức Phật 100% vậy đó để mình niệm một cách đó, nhưng mà cách đó nó làm cho mình rất là mệt. Vì luôn luôn mình cảm giác là cũng bị như đuổi rượt vậy đó. Thành ra cái lối mà niệm mà lâu dài mà bền bỉ nhất vẫn là cái lối niệm một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Nhưng mà cái chậm rãi dài thì nó dễ đưa tình trạng cho người ta cái tình trạng là cái gì mà nó điều điều rồi nó nhẹ nhàng hoài thì nó sẽ bị cái tình trạng buồn ngủ. Thấy không? Cái gì nó gọi là thành thử ra đó, thành ra để mà tránh ra cái tình trạng mà vừa bị cấp bách quá, nó đem ra nó làm như cái tâm bị rượt đuổi, cái tâm nó không có trụ được. Thấy không? Và đang thấy buồn ngủ đó, thì chư tổ đề nghị mình cái cách là niệm, trong đó nó có bốn a bốn điệu liên tiếp nha. Thí dụ Nam Mô Di Đà Phật, 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 đại khái vậy đó, mấy điệu bốn điệu mà cái cách vì nghe cách nào đương nhiên là cái gì phải đổi tâm để tránh được cái sự mà nhàm chán trong cái tâm thức của mình, là một khiến cho mình buồn ngủ, và thứ hai nó tránh cái trạng phóng tâm của mình. Nhưng mình đi cấp bách luôn mà nó sẽ phóng tâm, nó bị rượt đuổi quá, cái tâm mình nó không có trụ được. Đây là làm cho mình phiền não là cái gì, phải niệm theo cái lối cũng như là trong một cái thường thường ở đạo trường mình niệm mà niệm theo hai giọng, vừa lên xuống có hai điệu đổi thôi. Có như đạo trường nó niệm cho bốn giọng, ba giọng là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nó đổi ba lần và cuối cùng là nó niệm A Di Đà Phật thôi. Thì quý vị tùy theo, nếu mình bị không trầm, không bóng tâm thì quý vị niệm cách nào cũng được hết á, thấy không? Còn nếu quý vị bị những cái đó thì nên niệm theo lối ít nhất cũng phải là đổi hai giọng. Một cái như đọc rồi đã hai giọng một hồi nó trở thành quen thuộc cũng buồn ngủ, nó chuyển qua đổi ba giọng, thấy không? Thành ra nó có âm thanh, nó có lên, nó có xuống, nó có này kia, nó làm cho cái tâm mình nó không buồn ngủ, thấy không? Mà nó cũng không trầm, thấy không? Thành ra cái cấp bách là không cấp bách đó là tùy theo cái tâm trạng của quý vị. Thì như theo kinh nghiệm của tôi, tại vì tôi niệm thì nó đối tôi dễ rồi, thành ra thường tôi niệm đều tại vì tôi vô được. Còn những người mà nào mà chưa vô được đó, cái hạn như mình cảm thấy chưa sợ hãi trong tôi ngồi thì mình tối tượng Đức Phật, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật được. Nhưng tối tượng Đức Phật mình diễn tả cái tâm trạng như con sợ quá, con đang chạy với ngài vậy đó được. Nhưng mà lấy Đức Phật làm cái đối tượng để diễn tả cái tâm trạng gấp rút của mình. Thấy không? Luôn gấp rút của mình là hướng về tịnh độ, nghĩa là như là mình mong cầu, mình mong cơ hội mình tới thì tịnh độ chắc lẹ vậy đó. Nó phải hướng đến cái ngày mà hãy niệm, chứ đừng có niệm không. Nếu mà bật niệm không hồi, cái tâm nó phiền não nó bật lên rồi. Thấy không? Thành ra cái được đó, tại vì mà dùng cái đối tượng của ngài để mình diễn tả một cái tâm trạng của mình hướng về cái pháp môn đó. Còn cái chậm rãi là gì? Chậm rãi là mình cũng niệm hướng với ngài bằng sự an lạc, vì cảm thấy ngài luôn bảo vệ mình. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình cảm thấy luôn luôn cái tiếng niệm của mình và ngài đáp ứng bằng cái sự phóng quang nó bảo vệ cho mình, nên mình an lạc trong cái sự đó, nên cái tiếng mình nó trở thành chậm rãi. Quý vị đầu tiên sợ hãi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thầy ơi, như Phật trước mặt, cứ coi cái mày gặp gai đứng trước mặt mình nè, nó ở đây vậy đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Bởi vì niệm một thời gian mà cảm thấy là Ngài đang nghe được rồi là Ngài đó. Bởi vì trở lời niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới cảm thấy bình an lắm. Là cũng như mình cảm thấy Ngài đang nghe rồi, Ngài đang phóng qua Ngài rồi. Thì lúc đó mình không cần cấp rắp rút nữa, cấp bách nữa. Thế là tùy theo tâm trạng của mình. Nếu mình cảm thấy là mình chưa sợ sinh tử luân hồi, chưa phải tập cho cái tâm trạng mình cảm thấy bị ai rượt cái rồi. Sinh tử sắp tới nơi rồi mà năm 2012, cái đất sắp dở rồi, vân vân vậy đó. Mình niệm nghĩa là ráo riết với, nhưng mà ráo riết này hướng về một cái người đang cứu độ mình, chứ không có nơi hướng, không có hướng nha. Nếu mà gì không có hướng, không nó không có cho rung, không có biểu diễn được cái tâm trạng của mình được. Hay nhưng mà cảm thấy là khi người đó đã nghe rồi đó, tỏi tâm đi. Người đó hỏi vậy rồi, Nam Mô Phật, thì lúc đó cái lòng từ bi mát mẻ và cái ăn điển Đức Phật đang phủ trùm cho mình, thì mình đang nằm sẽ an lạc đó. Mình niệm gấp rút là cái tâm mình đã mất an lạc à, thấy không? Áp rút là biểu diễn cái tâm trạng cấp bách thôi, nhưng mà nó ngược lại, nó không làm cho mình hạnh phúc, nó không làm cho mình an lạc, đó là trạng thái sợ hãi, thấy không? Nó kèm với cái như nếu mình chưa sợ sinh tử luân hồi thì mình nên niệm áp rút ha, để nó tăng trưởng cái sự sợ sinh tử luân hồi. Nhưng mà khi mình đã thành tựu được cái đó rồi, giờ mình chỉ cần một cái sự an lạc hạnh phúc để mình tu lâu á, thì niệm chậm rãi Nam Mô A Di Đà Phật, tưởng tượng mình đem hết tâm trạng đó và Ngài như Ngài đang cảm thông và Ngài đang phủ trùm vào người mình ha. Thì gấp rút hay sợ hãi đi nữa, dầu như cách nào đi nữa thì quý vị niệm 4 tiếng gấp rút cũng được, 6 tiếng gấp rút cũng được, chứ không bắt buộc phải niệm 4 tiếng hay 6 tiếng, thấy không? Cách nào cũng được, mới gấp rút là niệm lẹ thôi, thấy không? Còn nếu mà niệm chậm rãi thường thường á, thì hoặc là niệm đều một giọng không có lên xuống cũng được, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là niệm muốn niệm lên xuống cũng được, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, muốn niệm sao niệm. Nhưng mà khi cái tâm bình an rồi đó, khi mà cái tâm thực sự mà vô được cái tâm bình an rồi đó, thì thực sự niệm monotone vẫn là hay nhất, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, không có lên giọng xuống giọng nữa. Tất cả những cái lên giọng xuống giọng là giai đoạn đầu tiên đó à, tại vì mình phải dùng biểu diễn cái tâm tha thiết mình mà Nam Mô A Di, mình diễn cái tâm tha thiết của mình bằng cái âm nhạc. Nhưng mà khi mình cái tha thiết đó nó đã thành tựu rồi, thì cái sự an lạc là cái sự quân bình của tâm thức. Một cái gì nó bình dị, một cái gì nó nhẹ nhàng, nó giữ ăn đặt rất là lâu, thì lúc đó trở lại thành không kỹ thuật nào có dịp giữ hoài nó. Cái bè đã qua xong rồi thì cái bè đó phải bỏ để chọn cái bè khác đi tiếp, thấy không? Thành ra quý vị bị cái lỗi là cứ một kỹ thuật nào cứ giữ hoài thì cuối cùng mình mang cái nặng vô rồi mình tiến không được nữa, nó bị bế tắc, thấy không? Thì tôi luôn giảng, ai có thắc mắc gì cứ hỏi để tôi biết, tôi thiếu gì tôi nói thêm. Tại cái này tổng quát nó nhiều quá mà không biết nói gì. Rồi bây giờ mình nói giải quyết lại cái, bây giờ mình niệm ra ha, niệm ra thì nó có hai chỗ là mình chú ý ở đây ha, tức là mình nhớ Nam, thì mình nhớ chữ Nam từ đây nó phát ra, hay là từ miệng mình nó phát ra Nam Mô, từ miệng mình nó phát ra A Di Đà Phật. Thì tôi nói cách này á là cách Thiền Tông nó ưa xài, nó tìm cái chỗ khởi nguồn của tư tưởng, khởi nguồn của căn nguyên vọng tưởng, để nó nhập vô cái thể tánh bản nhiên của cái tâm nó phát sinh như thế nào. Cái này không phải là lối tịnh độ, thế là bởi vì tịnh độ mình không phải tự lực để mình tìm cái tâm mình chi chứ hết, mình tìm cái tâm mình để làm cái gì? Thực sự mình cầu giáng sanh mà, chứ đâu phải mình tìm cái tâm của mình. Nhớ cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn là làm sao tập để giáng sanh, nhớ, mới gọi là pháp môn tịnh độ, chứ không phải là tập để ngộ tâm. Thế không? Bây giờ tìm được cái căn nguyên của tư tưởng của mình, bản thể nó là không, nó là cái gì cái thì cũng đâu có làm được, đối tịnh độ nó ít lợi gì chứ, đó thiền tâm ít lợi thiệt, thấy không? Tại vì mình tìm ra trước khởi tiên nó là đâu, ít nhất khi mà quý vị muốn biết trước khi cái tâm mình nó khởi ra là cái gì thì quý vị phải nắm được cái chỗ nó khởi, khi nắm được chỗ nó khởi thì tham sân si nó phát sanh không được, tại vì mình khởi ra mình biết mà, thành ra tham vừa khởi ra mình biết liền, mình diệt nó liền, cái đó là dưỡng của bên thiền tông. Thiền tông nó tập ngay chỗ khởi, để cho khi cái tham nó vừa sanh ra nó biết nó tham liền, là nó không có làm theo tham, do đó tất cả những cái tham sân si tư tưởng nó diệt. Còn mình á, cái lối của mình á, thành ra cái gì mình học cái gì phải nắm chủ trương cho nó kỹ, thành ra theo lối tôi tịnh độ tôi đó quý vị, không nên giống như Thiền Tông là Nam mình nhớ Nam từ miệng nó phát ra hay là tịnh đầu mình phát ra từ tâm mình phát ra. Bởi vì đi đó là đi từ cái nguồn, nó kêu một âm thanh nó phát ra, nó có cái chỗ khởi của âm thanh và cái chỗ đến của âm thanh. Nếu là đi tịnh độ tôi đề nghị quý vị nên tập chỗ đến chứ không nên tập chỗ khởi. Tại vì chỗ đến nó vẫn có, là cái dẫn sanh của mình là chỗ đến, chứ không phải là cái còn cái giác ngộ á, nhưng mà chỗ khởi nè, thấy không? Nhưng mà sau này mới học cho nhiều á
thì chỗ đến chỗ khởi bản thể nó là một, à nó đều là tâm mình hết đó, hay không ha? À, tất cả các pháp là tâm mình nó biến hiện, tôi đi học tánh không tôi nói rồi, trong mộng cái cảnh mình thấy nó đều là ở ngoài hết á, nhưng thực sự là tâm mình nó hiện ra hết, hay không? Cảnh mộng giống như cảnh này của mình bây giờ nè, tất cả sân là đại địa, trong cái địa nó nói ra cho nghiệp thức của mình, cộng nghiệp của mình nó quá hiện ra hết á, bản thể nó là tâm của mình. Nên thiền tông á, cao cấp của nó lấy cảnh trần nó tu mà nó vẫn ngộ như thường, thấy không? Nhưng mà đa số thì tại vì người ta bị tham sân si, mà tham sân si là bản thể là tại vì không thấy được cái nguồn gốc của cái tâm tưởng nó khởi, nên khi cái tham nó khởi ra rồi đó, mình tùy thuận theo tham mình làm mà sanh ra nghiệp, nên luôn luôn họ cứ quay lại từ cái nguồn, quay cái nguồn mà thành ra họ khởi tư tưởng gì, bắt đầu họ nhớ tư tưởng đó, kiểu như niệm nam là nhớ chữ nam nó đang khởi rồi, chữ mô như cái tập qua đó vẫn nhập định được. À, nhưng mà được cái tự giác này lúc cái tâm nó khởi, à, và mình có thể control được cái tâm sân si của mình. Nhưng mà cái chỗ hướng này thì quý vị là có thiền tông, quý vị nào tình độ tôi đề nghị là nên tập ngay chỗ đó. À, thì kết quả nó giống hệt nhau à, thấy không? Nhưng mà các anh tình độ mà tập chỗ đó nó được cái lợi là ngay chỗ đến nó là cái chỗ quy hướng của mình luôn, cái chỗ mà cái điểm đến của mình luôn, và cái chỗ mong đợi của mình luôn, cái chỗ giảng sanh của đường như họ hổm rày đang giảng dạy, ha. Thầy nắm chỗ này chưa? Ừ. Thầy con nghĩ nếu thầy nói rằng cái niệm Phật là trụ ngay cái tâm thì là cái phải tìm cái chỗ đến, thì con trong lúc con niệm đó con nghĩ rằng cái tiếng niệm Phật từ Đức Phật mà nó đến cho nó trụ cho cái tâm. Thì giờ chưa chưa rồi tôi hiểu rồi. Giờ tôi nói giờ niệm vô. À, cô đang vô phải không? Thì ta nói niệm ra. Tôi nói cái ra, đang niệm ra tức tôi tưởng mình khởi ra rồi không? Thì nó có chỗ khởi và cái chỗ đến của cái chữ ra. Thấy không? Còn cái của cô á, là âm thanh đang vô, thấy không? Bây giờ tôi nói chỗ vô cho cô nghe. Nhưng mà chỗ ra này ai còn thắc mắc gì không ấy hả? Thôi mọi người nếu mà còn gì nào có thắc mắc đó, thì sau bây giờ mới biết thầy tụng kinh nè, mới vô tụng vong nè, thì tôi ngồi ngoài bàn này, tôi ra hỏi cái pháp hành riêng của mình. Đó, bây giờ đây nè, nói cái gì vô cho cô nghe nè. À, thì âm thanh nó phát ra đó, cái âm thanh sở dĩ nó trở thành âm thanh là tại vì có cái nghe nó mới trở thành âm thanh, cười không? À, còn nếu không có cái nghe thì âm thanh nó không có ý nghĩa gì nữa trơn á, cái hạn như tôi nói ông sùm mà cô không có nghe vậy đó, âm thanh nó trở thành vô nghĩa lý, thành âm thanh sở dĩ nó có màng mơn tưởng là âm thanh, nó lấy nhĩ căn làm cái chỗ duyên, cười không? Thực sự đó mình niệm ra mình không cần nghe vô, thực sự mình có tập cái ý chứ thực sự không phải mình tập âm thanh. Lý do tại sao cái ý mình là ý muốn hướng về Đức Phật, cũng hồi hướng đi vào khỏi Phật, mình sử dụng cái âm thanh để bày tỏ cái tâm tình của mình thôi, thực sự nó đang tập về cái ý con muốn đi, con nam mô Phật là con xin quy y ngài nương tựa ngài, mà bây giờ thực sự mình lợi dụng cái âm thanh để mình diễn đạt cái ý của mình, còn cái nghe vô này mới thực sự là âm thanh nè, nghe không? Nhưng mà ta hồi nào tới giờ đó kinh điển nó dạy cho quý vị đó là nhất tâm niệm Phật, chứ chưa bao giờ dạy cho quý vị nhất tâm nghe Phật hết trơn á. Niệm Phật là tại sao cái niệm thực sự nó là một cái tâm pháp. Thực sự đúng ra là hồi nào tới giờ dạy muốn đi được cực lạc là phải luôn luôn nhớ tới Đức Phật, niệm là nhớ tưởng tới ngài. Thấy không? Đó, là luôn luôn là dùng cái ý của mình để hướng về ngài. Thực sự đi được là nhờ cái tâm ý chứ không phải là đi được là do cái sự nghe âm thanh. Đúng không? Kinh điển nó nói mình chưa bao giờ được khi mình nghe được âm thanh, nghe âm thanh có công đức. Đồng ý. Thấy không? Chứ chưa bao giờ tại vì cái nghe nó là một cái gọi là cái gọi là cái gì mình gọi không phải cái chủ động mà gọi là cái thụ động. Mình bây giờ mình phải chủ động đi, thấy không? Tức là mình phải bày tỏ tâm ý mình ra bằng cách chủ động, tức là mình dùng cái âm thanh để mình chủ động mình bày tỏ cái gì của mình, thấy không? Còn cái này mình bị ép buộc là mình phải nghe vào, thấy không? Chứ mình đâu có muốn đâu, thấy không? Âm thanh bản thể âm thanh mình phải nghe thôi, nhớ nha. Thành ra tại sao kinh điển nói là cái con Phật nó không có để ý đến cái chuyện nghe vào, sở dĩ mấy ông thầy ông đem giữ nghe vào là ông muốn tập dạy cái gì tập định, thấy không? Nó đọc ra để nghe lại, đọc ra nghe lại để cái tâm đừng có chạy. Nhưng mà sau này tôi xét lại đó thì nó bị cái lỗi là hai tâm đổi được, nó chạy khó định vào định hơn là bình thường. Bây giờ nói cái nghe vào nè, thường thường mình khởi cái ý hoài thì mình sẽ mệt, thấy không? Tại vì lý do tại sao ý là một sự vận động, vận động cho cái tâm thức mình phải khởi ra. Tâm người ta hồi nào tới giờ tâm người ta vắng lặng thì người ta mới khỏe. À, cũng như bây giờ mình khởi động bàn tay đi, cái tay mình làm hoài thì mình sẽ mỏi cái tay, thấy không? À, cái tâm mình nghĩ việc này nghĩ kia hồi mình sẽ mệt cái óc,
thực sự mỗi lần có gì khởi một cái tư tưởng mà hướng về cực lạc á, thì từ từ nó sẽ mệt. Tại vì nó là một cái trạng thái phải luôn luôn hoạt động trong cái tâm của mình, cho cái tâm mình làm việc hoài nó mệt. Cho đến lúc nào mới cảm thấy Đức Phật mà gần gũi bảo vệ mình, là ngài hộ trùm mình, thì lúc đó mình nhờ công đức của ngài hộ trùm mình, mình được sự an vui. Là cái an vui này đó là cảm thấy có người bảo vệ thôi. Thành thử ra niệm một thời gian á thì đừng có niệm nữa, phải nghe. Bây giờ mình nói cái nghe vô cho cô à, nghe vô, nghe vô. Thực sự không phải là cái pháp môn để sanh tịnh độ, coi không đó, là tại vì mình thủ động mà. Thấy không? Cái tâm mình trong sự mình có diễn tả cái của mình ra đâu, mà diễn tả bằng cái ý thức đâu. Cái là thụ động, mình nghe một cái gì là thụ động, mình ráng ghi nhận cái gì thụ động. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình nắm cái tay này là mình thụ động. Mình uống ly nước là thụ động, cái điều trạng thái vô hết trơn á. Thấy không? Chứ uống nước vô thì nước vô thành ra giờ nghe vô nè ha. Để được hạnh phúc trong sự nghe vô thì lúc đó hãy quên cái tâm ý niệm ra. Quên tâm ý niệm ra, giờ nó dẫu cái gì đó, niệm ra Nam Mô Di Đà Phật là phải niệm ra. Hay phải hướng vào Đức Phật 100%. Nhưng mà khi nghe vô á thì nếu mình vừa niệm ra mà vừa nghe vô thì tâm nó đổi hai cái, mình rất là khó, rất là mệt, thấy không? Thì lúc đó mình hãy quên cái niệm ra đi và mình nghe vô thôi, thấy không? Thì nghe vô á thì mình niệm quen rồi thì tiếng niệm mà vẫn niệm, mà đừng có nhớ, đừng có nhớ tôi đang khởi cái niệm rồi cái niệm phát rồi miệng tôi rồi đến nó còn quên hết cái giai đoạn đó đi. Giai đoạn đó là giai đoạn đầu tiên, nhưng mà giai đoạn đó là cái gì phải tập. Giai đoạn đó chính giai đoạn đó là cái gì dạng sanh, chứ không phải là giai đoạn nghe vô nó cho mình được cái lợi gì. Nghe vô nó cho mình những cái lợi sau đây, thấy không? Rồi đi gắt thụ động tức là mình ngồi chỗ cái gì nó dồn dồn vô à, rồi không có khởi tâm vậy, chứ nhãn thức mình nó vẫn nó mở luôn nó mở nhãn thức mình cứ mở vậy nè, cái nào tự nhiên nó chiếu vô thôi, chứ mình đâu cần phải để ý nhìn ra làm chi. Cái lỗ tai mình vừa động nó mở nữa, cả âm thanh có nó nghe, thành nó đỡ, rất là đỡ mệt. Thành là niệm phật thời gian á thì cái gì phải rửa tập mở ra. Nhưng mà nếu mà rửa như vậy đó thì nó là không phải pháp môn tịnh độ, thấy không? Mình thụ động mà nó làm sao biến trở thành cái vô thành pháp môn tịnh độ, thấy không? Thành bây giờ quý vị mặc dầu tất cả cảnh xung quanh nó không phải là tịnh độ, nhưng mà khi mình thâu nhận một cảnh xung quanh vào con mắt mình tưởng cảnh xung quanh đó là Đức A Di Đà, thì tự nhiên mình thâu được công đức A Di Đà qua con mắt mình, được cái này A Di Đà nè, tôi nhìn này A Di Đà thì A Di Đà từ cái qua thôi, nhưng mà lại nó trở lại A Di Đà vào con mắt tôi, nhìn nó trở thành A Di Đà chạy vô con mắt tôi, thấy không? Thì làm sao âm thanh đó, nó trở thành ra cái gì của tịnh độ để mà thâu nhận vào, thì quý vị phải học thêm một cái câu nữa, nghe không? Tiếng A Di Đà Phật bản thể là công đức của Đức Phật A Di Đà, mà nó không phải là âm thanh A Di Đà nữa nha. A Di Đà Phật này là toàn bộ công đức của A Di Đà. Quý vị phải kiên định ra một câu vậy, Đức A Di Đà đem tất cả công đức của mình bỏ vào cái tiếng A Mô A Di Đà Phật, nên mình nghe cái là Phật này mình có công đức, thấy không? Mình thụ nhận, mình mới cái gì mà nó hợp với tâm tham mình thì mình dễ nhận lắm. Thì lúc đó không sẽ ráng nghe mà không bỏ một chữ nào hết, tại bởi một chữ Nam nó cũng là công đức, thấy không? Ráng mình sót một chữ Nam là mất một phần công đức, thành ra Nam Mô A Di Đà Phật là Nam Mô A Di Đà Phật. Mình ráng mình chú ý mình nghe từ chữ, cũng như mình uống cái giọt nước này mình uống từ giọt, mình nói là nó còn chút cạn mình uống hết, tại vì toàn bộ cái này là thuốc bổ, không bỏ một chút xíu nào hết đó. Yeah. Thì nghe là Phật mà muốn nghe mà nó trở thành tịnh độ, thứ nhất là tiếng nghe đà Phật này nó trở thành toàn bộ công đức của cõi cực lạc Đức A Di Đà. Nó có cái năng lực là diệt mình nam, mình nghe lại liền, mà đừng để ý đến niệm mình có niệm nam hay không niệm nam nữa, thôi chứ không là dẫn cái máy lên là tiếng nam, mình tưởng công đức mình ráng mình nghe một cách trọn vẹn từ tiếng vậy đó. Hay cũng như mình uống nước, mình uống trọn vẹn từ giọt nước mà mình cảm thấy thấm thía trong nó, đi từ khổ đến cắm hết cả cái tâm trạng của mình vậy đó. Thì bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô, nghe từ tiếng mà không dám bỏ một tiếng nào, bởi vì cái đó là toàn bộ công đức mình quý từ một cái giờ vàng, tối giờ vàng trộn rớt xuống mà trong tiệm kim vàng nó còn hốt lại mà, có thấy không? Tức là nó quý từ một hạt giọt vậy đó, tại vì mình không thấy đó là công đức mình nghe đó, mà cái tâm mình nó chạy tùm lum mà, còn thấy muốn công đức này có năng lực đủ thứ làm trị bệnh, làm cho cái tâm mình nó mở mang, rồi phước báo mình mở mang, chứ mình tiêu trừ. Nếu mà mình cái tâm mình nó rót vào trong người mình mà nó thâu nhận vào trong cái lỗ tai mình mà nó thấm vào trong cơ thể mình đó, thì cái giống như công đức của Phật nó tan vào người mình vậy đó, mà nó còn quý giá hơn vàng nữa, vàng dụng còn không bỏ không gì cái tiếng này, thành nó không có bỏ một cái tiếng nào hết trơn. Thành nghe tiếng Nam nghe trọn vẹn, Nam Mô A Di Đà Phật nghe trọn vẹn rồi, thành nó lúc đó dùng cái nhãn thức, dùng cái nhĩ căn hoàn toàn không dùng một cái căn nào hết đó. Mở mắt cũng không thấy gì nữa,
xúc chạm này cũng quên hết mấy cái chuyện xúc chạm này, mà chỉ có hoàn toàn cái âm thanh nó rót từ tiếng như công đức mà giữ vô, nó tan hết vào trong tâm phủ của mình vậy đó. Thì lúc đó đó thì mình nhờ cái nhãn căn rồi mình gieo duyên với cái tiếng A Di Đà Phật. Nhưng mà sau đó phải hồi hướng, tại vì nó không có phát lộ được, nó là cái thụ động, cũng như là bảo vệ mình thôi. Cái thuốc uống cũng như là cái thụ động vậy đó, mình uống thuốc vô để cho nó bồi bổ cơ thể thôi. Nhưng mà cái tâm mà mình muốn đi thực sự là cái tâm phát tiết ra, cái tâm hướng ra ngoài cái Đức Phật. Các bạn có hướng ra ngoài toàn là nhận đúng không à? Thấy không? Nhận vô để gì? Là làm cho cái bản ngã mình nó nhẹ nhàng, nó hạnh phúc, nó thoải mái. Bao nhiêu thuốc bổ nó vào người, bao nhiêu công đức nó tan ra trong người mình vậy thôi. Rồi không? À. Hai cái khác nhau không? Cái thâm nhập kinh tạng á, tức là thâm nhập bằng trí tuệ, tức là con phải hiểu kinh tạng. Còn cái này là bản thể công đức nó nằm trong chỗ đó, phải không? Thành ra giờ cái thâm nhập kinh tạng á, tức là cái hạn như bây giờ cái tiếng này đạo Phật á, ai mà cô phải ngồi cô mới suy ngẫm là sanh bao nhiêu công đức á, thì nó gọi là thâm nhập. Thâm nhập được cái tiếng A Di Đà Phật qua trí tuệ, thấy không? Còn bây giờ mình nghe cái Phật rót vào mình á, để mình thọ nhận á, tức là mình lúc đó là mà nó trở thành ra là cái công cụ rồi, thấy không? Đương nhiên đầu tiên con phát nguyện trí tuệ trong tiếng A Di Đà Phật trước. Chứ giờ tiếng A Di Đà Phật không nghĩa là gì, cái hàng như bây giờ tiếng chữ tuệ con đâu có nghe đâu, tại vì con cảm thấy nó khó chịu, con đẩy ra liền à, thấy không? Còn tại cái gì nó quý giá đó, công đức con mới chịu nhận vô. Thành ra con phải dùng cái trí tuệ để cái tâm con nó mở ra, nó nhận cái tâm mình hồi nào tới giờ nó bản thể rồi, nó tham đó, coi không? Giờ nó muốn an lạc lắm nên mình cảm thấy là Đức A Di Đà là một sự an lạc. Thành ra nghe tiếng A Di Đà nó trở thành an lạc rồi, A Nam Mô Di Đà Phật nó trở thành một sự an lạc, nó tràn thấm trong người mình. Nếu mà mình đồng nhất cái tiếng A Di Đà Phật này là sự mát mẻ, thì mình cũng nghe tiếng A Di Đà Phật như là mình tắm nước cam lồ đang rót trong người mình vậy đó, mình người mát ra. Đức A Di Đà Phật là một sự vui vẻ, vâng, nghe thì mình nghe là Phật nó rót trong người mình cũng như cái niềm vui nó đang tạo lên tâm mình á. Thành ra cái tiếng A Di Đà Phật nó vô lượng công đức, thành ra cô đem nhiều công đức nào thì em chừng nào á, thì người cô sẽ toàn bộ có những tất cả những công đức đó, vừa trị bệnh, vừa diệt tham sân si, vừa vui vẻ, vừa an lạc, vừa hạnh phúc. Nhưng mà cô trước khi cái đó đó là cô khai mở kinh tạng, thâm nhập kinh tạng để giải hải, là cô phải biết tiếng A Di Đà Phật là công đức bằng cách suy ngẫm. Cái đó đó là khai mở kinh tạng á. Chứ nếu thầy không nói cái đó cô á, chưa chắc cô chịu nghe tiếng A Di Đà Phật nữa. Không biết nó là cái gì, nghe hàng chi vậy? Còn nhiều người nói nó cũng như là bây giờ cũng như mấy ông thiền tông không hiểu đạo Phật đó, nó kêu tên anh ha kêu cả ngày luôn, nó không giận như thôi đó, mà nói gì nè, bình thường đó, Đức Phật A Di Đà tối ngày cứ A Di Đà Phật cái réo ngày hoài thì ngài sẽ nổi giận, lấy tâm tính người bình thường nói chuyện coi không, nó chưa Đức Phật A Di Đà tối ngày nói Phật Phật đó, cũng như là thằng A coi hoài mình cũng nói sụng lên nữa, cái đó là mấy ông thiền tông ổng nói theo cái chưởng kia, nhưng mình điêu đi tình độ tâm á, mình để giải khai được cái quan điểm đó là Đức Phật không phải là một âm thanh nữa, Đức Phật nó toàn bộ tất cả những sự vui vẻ, tất cả những hạnh phúc nó an lạc, mình nghe cái tiếng đó sự an lạc hạnh phúc nó tràn ngập trong tâm tư của mình, thấy không? Thành thử ra là nó biến đổi thành ra cái tiếng đó, nó trở thành ra cái tánh, cái trí tuệ, cái là xâm nhập kinh tạng là vậy đó. Xâm nhập kinh tạng tức là từ trước là Phật mình sẽ hiểu ra một ý nghĩa của kinh tạng, hiểu không? Cái đó là bằng pháp học, bằng sự liễu ngộ về cái tâm thức, thấy không? Chứ không phải là cô chưa không ai nói cái đó, cô có nghe tiếng là Phật có cái hàng lần cũng là Nam Mô Di Đà Phật thôi à, có thấy không? Thành ra tôi nói là không giải thích một cái vấn đề cho mình, cái hàng như bây giờ tứ diệu đế, và cô nghe tứ diệu đế 1000 lần mà không giải thích, thì giờ tứ diệu đế nó chỉ là danh từ tứ diệu đế hết, không có gì hết á, thấy không? Thành ra tôi nói là khổ, kêu nó khổ mà không biết là khổ là cái gì, thì cô không biết nó là cái gì nữa, chỉ biết là khổ thôi. Thành thử ra xâm nhập kinh tạng tức là nhờ cái lời dạy của Đức Phật rồi mình hiểu được cái bản thể của cái bản thể, cái công dụng của cái chữ đó, cái ý nghĩa của chữ đó, cái đặc tánh của chữ đó, cái nguyên tắc của chữ đó như thế nào để mình áp dụng trong cái lối tu của mình, được không? Thành thử ra khi mà cô nghe đó, nhớ nha, cô nghe đó thì cô phải cảm thấy cái tiếng này nó bao gồm tất cả công đức Đức Phật, mà công đức là cô cần nhất. Thí dụ như bây giờ cô sợ bệnh nhất, thì cái đó là bao nhiêu công đức trường thọ và vô bệnh của Đức Phật, có đó như là cái thuốc cam lồ vậy đó, mỗi lần nghe cái này cũng như là mình đang bỏ thuốc vào trong cái cơ thể của mình vậy đó, một cái tiếng nó lọt vào trong người mình như một cái dị nhân cam lồ đang tỏa hết kinh mạch của mình vậy đó,
À, thành ra ngày thứ năm mình ráng mình nghe để mình nhận hết cái thuốc đó, rồi mô thì Phật đó. À, đó, chẳng hạn như cái tâm của tham sân si nhiều của nó, đây là cái thuốc trị tham sân si, nghe một cái tiếng tham nó thấm vô đây bao nhiêu sân si của mình đã diệt, từ từ tham sân si sẽ diệt. Ăn thuốc của áp đặt một công đức nào nó trở thành ra một cái mẫu đối tượng đó. À, sao cơ? Tán loạn nó có nhiều lắm, nhiều tao nói người ta tán loạn có nhiều nguyên nhân lắm, phải không? Nó cách tập trung á, nó là một cách thôi, một cái tập trung á, tập trung là cái nguyên nhân chánh là mình tập trung cũng được, thành ra mình mới tán loạn. Mà nguyên nhân khiến mình mà bị tán loạn á, nó là do nguyên nhân tham và nguyên nhân nó hối hận là nhiều, phải không? Thành thử ra khi mình ở thế gian làm gì không có những cái đó, phải không? Thành thử ra cái đó là những cái nguyên nhân chánh của mình, phải không? Và thứ hai là tại vì mình không thấy Đức Phật là cái chỗ quy hướng mà thích thú. Và những cái đạo trường của mình bài bố nó không có thích hợp, nhưng mình nhìn mà những cảnh xung quanh nó loãng quá, nó nhiều cảnh quá, thành ra cái tâm mình nó bị lạ. Thấy không? Nó có nhiều nguyên nhân lắm. Sau khi mà cái điều chỉnh hết cái đó rồi đó, thấy không? Thì lúc đó mới nói thôi, nó nói những nguyên nhân là nhiều khi nó có thân ngồi không có chỉnh mà nó sanh cái tâm loạn cũng có nữa. Nào, cái thân này ngửa lên nhiều cái nó cũng ra sang tán loạn nữa. Nào, lúc đó là phải cài cái thân xuống, trụ cái thân xuống, kèm cái dai xuống chút, điều khí nó trầm xuống thì mới sanh khỏi cái đoạn đó. Nhiều khi nó trở một cái thân mà sanh nó tán loạn nó cũng có nữa. Một bệnh khởi nhiệt độ sanh nó tán loạn cũng có nữa. Tụng kinh thì đương nhiên là dễ.